rất nhiều hành vi lách luật và không những thế còn vi phạm pháp luật khi có rất là nhiều những đối tượng đã giả dạng thành những dân quân tự vệ ở tại Hà Nội. Nhiều trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, công an quận Hoàn Kiếm đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm có 6 thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là giả làm dân quân tự vệ thu tiền trái phép của người dân. Và theo như lời của chị Hương Quỳnh thì những thanh niên này mặc còn non choẹt, không hiểu lý do tại sao lại có những người vẫn bị lừa. Chúng ta cùng đến với ghi nhận của Hồng Hạnh và Hữu Dánh ngay sau đây. Theo điều tra, 6 nghi phạm trên bàn bạc với nhau mặc quần áo dân quân tự vệ, ra đường tìm người đi đường không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Khi phát hiện người vi phạm, nhóm này sẽ yêu cầu dừng xe, kiểm tra và dọa đưa những người này về trụ sở phường để xử lý, với mục đích làm cho họ sợ, đưa tiền để được bỏ qua lỗi. Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai bằng thủ đoạn trên đã nhiều lần cưỡng đoạt tiền của người dân, đến sáng mùng 3 tháng 8 thì bị bắt quả tang. Thế tổng cộng là hơn 3 triệu, tầm 3 triệu, 3 triệu mốt. Nghi phạm người vi phạm thì Đức sẽ xuống xe và Đức bảo là bắt cho anh em mấy đồng tiền lẻ uống nước. Bọn em đã đi ở Hoàn Kiếm, Hà Đông và có ở Ô Chợ Dừa, Trường Chinh và ở Chợ Rồi. Dạ, quần áo này thì từ trước em đi dân quân ạ, bây giờ em không đi nữa rồi thì cái quần áo em vẫn giữ từ cái hồi em đi ạ. Còn những cái công cụ hỗ trợ mà dùng cái điện đấy thì em nhặt được. Em nhặt được ở trên đường thì lúc ấy nó hỏng, nó là một cái vỏ rát thì em có nhặt về để em sửa. Và bây giờ em có cầm đi và khẩu súng nhựa kia thì em mua ở hàng đồ chơi. Trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu 3 rùi cui gỗ, 1 gậy chỉ huy giao thông, 2 rùi cui điện, 3 bộ đàm, 1 súng bắn đạn nhựa. Công an quận Hoàn Kiếm đang tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng trên. Ai là người bị hại, đề nghị liên hệ với Công an quận Hoàn Kiếm để trình báo.